Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Địa Thần Hộ Pháp, tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát phẩm thứ 11. Lúc đó vị Kiên Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thợ nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quán Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Những chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường, trải đến kiếp số như số cát trong trăm nghìn ước sông Hàn. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sĩ ở phương Nam trong cục đất của mình ở, dùng đất đá, tre gỗ mà dựng cất cái khám, cái thất. Trong đó có thợ họ vẽ cho đến dùng vàng, bạc, đồng, sắt đúc, nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chim lễ ngợi khen, thời chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà ở, an ổn mãi mãi. Ba là người đã chết được sanh lên cõi trời. Bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích. Năm là cầu chi cũng tội ý cả. Sáu là không có tay họ về nước và lửa. Bảy là trừ sạch việc hư hao. Tám là dứt hẳn ác mộng. Chín là khi ra lúc vào có thần thiêu hộ vệ. Mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Lao thì đằng lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này, như các người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư ngụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này về cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó, cho đến tất cả sự tai họa như nước, lửa, trộm cướp, nạn lớn, nạn nhỏ, thảy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng: Thần rực lòng đớn của ông, các thần khác ít ai bằng. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cả cây cát đá, lúa mì, che lau gạo thóc của móng, tất cả những thứ tư đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Nên ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sau, như các kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chứ đỡ tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai, huống nữa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương Đế Thích, quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đằng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Điều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổn nguyện này, tự nhiên được rốt ráo xe lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên đằng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Ha ha ha, Bụt Sam Mô Ni So ha ha.